làm gì khi buồn chán trong công việc và cuộc sống. Các bạn hãy cùng mình xem nhé. Xem trọng thời gian hơn tiền bạc. Tính toán chi tiêu và sống trong khả năng của mình. Để ý đến những điều nhỏ nhặt xung quanh. Trân trọng tất cả những mối quan hệ đang có. Biết ai luôn ở đằng sau mình và đối xử với họ tốt hết sức có thể. Không xem thường sức khỏe. Không cố làm hài lòng bất cứ một ai. Sống chậm lại, nghĩ ít đi, yêu thương mình hơn. Ngừng đặt nặng việc, đến tuổi này phải ổn định. Làm công việc mình thực sự yêu thích trước khi quá muộn. Thay vì buồn rầu, bạn hãy học hỏi và cảm nhận cuộc sống xung quanh một cách tích cực hơn các bạn nhé.